Xe 40, 4 xe là 160 cây. Vừa mới lai cây rất là lùng nha bà con. Từ mặt đất lên nó cao khoảng 30cm đến 40cm, tức là một gan gửi tay đến hai gan tay thôi thì bạn này bắt đầu ra trái rồi. Xin chào quý bà con, mình là Ly, hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Lời đầu tiên Ly muốn thay mặt trung tâm cây giống gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an quý bà con. Còn ngày hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây dừa đỏ Mã Lai nha bà con. Dừa Mã Lai thì quý bà con chúng ta trồng, chăm sóc tốt, chỉ trong vòng từ 18 đến 24 tháng thì bạn này bắt đầu ra trái nha. Một hoài dừa nó rất là sai nha bà con. Một hoài như vậy có thể lên tới là từ 15 đến 35 trái, nước uống rất là ngọt. Cái lượng nước ở trong trái dừa thì nó từ 400ml nước tới 500ml nước nha bà con. Còn ngày hôm nay cô đến tận trung tâm chọn những cái cây dừa đỏ Mã Lai nè. Cô đầu tư cho khu vườn của mình là 500 cây nha. Cô ở xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cũng ở gần trung tâm cây giống nha bà con. Còn cái chiều cao của lô dừa đỏ Mã Lai này thì cao khoảng từ 20cm trở lên. Cô đặt trước là 1 tháng. Hiện tại thì bên trung tâm cây giống còn những cái lô dừa mà cái mọng nó ngắn thôi. Cô chú anh chị nào chúng ta muốn có cái mọng cao giống như vậy thì phải đặt trước. Giống như cô chú anh chị nào chúng ta muốn đầu tư số lượng nhiều thì Ly sẽ hẹn thời gian lấy nha bà con, là từ 20 ngày đến 1 tháng thì cái cây nó mới cao giống như vậy. Hiện tại thì bên Ly còn số lượng khoảng hơn 30.000 cây nhưng mà cái mọng của nó rất là ngắn. Nó tầm khoảng là 10cm đến 15cm thôi, tức là nó cao khoảng 3 lóng tay như vậy nè, từ cái mọng dừa lên á. Còn dừa đỏ Mã Lai thì cái bề hoành của trái á, thì nó từ 40 hoành trở lên nha bà con. Quý bà con chúng ta trồng dừa thì chúng ta không có cần trồng cao quá đâu. Trồng cao quá thì cái cây nó sẽ dễ bị mất sức ha. Trồng cái cây ngắn ngắn như vậy thôi, cái rễ nó mới vừa bung ra thì quý bà con chúng ta trồng xuống thì nó gặp đất thì nó sẽ bắt luôn ha. Trồng cái dừa cao thì chúng ta phải cắt rễ bỏ. Cái cây dừa nè, quý bà con chúng ta thấy không ạ? Cái mọng nó rất là ngắn nhưng mà rễ nó rất là nhiều, ra rễ nha bà con. Bên Ly sẽ úm vào cái sơ dừa như vậy, nó rất là nhanh ra rễ. Cô chú anh chị nào chúng ta muốn lấy dừa liền mà cái mọng nó hơi ngắn, quý bà con chúng ta không có muốn trồng cái mọng ngắn thì chúng ta lấy cái sơ dừa, chúng ta úm như vậy nè, đó, nó rất là nhanh ha, mồi rễ luôn. Rồi, cái này nó là 4 xe phải không? 4 xe là có ghi vô xe 40, 4 xe là 160 cây. Dừa Mã Lai cây rất là lùng nha bà con. Từ mặt đất lên nó cao khoảng 30cm đến 40cm, tức là một gan gửi tay đến hai gan tay thôi thì bạn này bắt đầu ra trái rồi. Cây rất là lùng, nhìn rất là mê ha. Quý bà con chúng ta cũng có thích hợp để trồng khu sinh thái nè, trồng kinh tế cũng rất là ổn định nha bà con. Dừa Mã Lai thì chúng ta trồng kinh tế thì nó không có cao, không có giống như sầu riêng được ha, nhưng mà kinh tế rất ổn định. Mỗi tháng như vậy thì chúng ta có thể kinh doanh thu hoạch trên cây một lần ha. Thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa đang tiêu thụ rất là mạnh nha bà con. Về cái giống dừa đỏ Mã Lai này, những cái nhóm dừa này thì bên trung tâm cây giống cũng chuẩn bị soạn cho khách nè. Dừa Mã Lai thì quý bà con chúng ta lưu ý ha, cái đít nó hơi nhọn một tí xíu nha bà con. Tuy là cái dừa Mã Lai đít bầu nhưng mà cái đít nó sẽ có nhọn nhọn, nhô nhô lên một tí xíu như vậy nè. Và cái trái dừa nó rất là nhanh, nó không có căng bóng được. Cái dừa mà căng bóng là dừa Lai hoặc là dừa xiêm xanh đỏ nha bà con. Chiều cao của cây là tầm khoảng 20cm thôi. 20cm thì Ly sẽ xuất cho chủ đầu tư ha. Bên trung tâm cây giống còn cái mọng nó hơi ngắn nha bà con. Làm số lượng rất là nhiều nhưng mà cũng không có đủ để cung cấp cho quý bà con chúng ta trồng. Những loại cây giống khác thì nhân giống nó rất là nhanh nha bà con, còn riêng về dừa thì nó nhân giống rất là lâu. Đợi cho trên cây của chúng ta nó già xong mà nó hơi khô lại một tí xíu nữa mới tiến hành cắt xuống rồi dạt đầu rồi phải nhân giống cho nó lên mầm ha bà con. Thời gian nó rất là lâu, tầm khoảng là từ 4 đến 5 tháng mới ra được những cái trái dừa giống thành phẩm cho quý bà con chúng ta, nên thời gian nó cũng rất là lâu. Giống như những loại cây giống khác, giống như là cây mít nè, thời gian ghép thì tầm khoảng là từ 2 tháng đổ lại thôi thì quý bà con chúng ta sẽ có được những cây giống nó đẹp rồi. Còn riêng về dừa thì nó rất là lâu nên phải hẹn lại nha bà con. Dừa đỏ Mã Lai thì quý bà con chúng ta nên trồng là khoảng cách là 6m một cây nha bà con. Quá thì sau này nó không có đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cây nha. Cự ly gần nhất là 5m trở lên nha bà con. Video này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây dừa đỏ Mã Lai.
đít bầu nha. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình và trung tâm cây giống sẽ trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày để tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về cái dừa đỏ Mã Lai. Xin chào và hẹn gặp lại.